Mỗi làng đều có một cái đình chứ. Dạ. Ngày xưa cái đình này nằm ở trong cái núi Trục á. Là cái họ cái hai cốt này là coi như là cốt ngọc này là hai cốt này là lớn nhất. À, đó thì hôm nay là cũng các cô chú lớn tuổi trong làng nó tập trung vào đây để cúng kính. Rồi, mến chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn. Hiện tại bây giờ là Văn đang ở trước cổng trước của đình Lăng Trường Tây. Đó thì cái con hẻm này nó thông ra mặt biển. Chắc lại là những quý cô chú anh chị mà những người đã từng sống ở đây cũng đã biết. Thì nó có một ngày đặc biệt, hôm nay là cái ngày tất niên của đình Lăng Trường Tây. Cho nên là để chia sẻ những cái hình ảnh này ít nhiều cũng gửi đến quý cô chú anh chị xa quê, để gợi nhớ lại một thời ở đây. Đó thì hôm nay thì bạn đến cũng hơi trễ, cho nên là cái cảnh cúng thì cũng đã qua rồi. Bây giờ là thấy cái không gian trước trước đình lăng đây thì chỉ dọn những bàn để ăn uống. Đó, đây là quảng quan cảnh tổng thể. Đó thì khi đi vào phía trước thì có cái một cái nơi chính bên kia thì nơi đó có nhang khói và phía tay trái thế này. Dạ dạ, cảm ơn chị. Để chia sẻ những cái hình ảnh này đến quý cô chú anh chị nha. Thì cái này cũng tính xong hết rồi. Rồi bây giờ bạn sẽ di chuyển vào cái nơi chính của cái đình Lăng Trường Tây. À, thì đi hôm nay là còn có anh Châu, anh đang nói chuyện với chào mọi người. À, có chú Tư là một người cai quản ở đây. Chú Tư giới thiệu giùm con là cái thiết kế của cái bàn thờ mình như thế nào chú Tư ha? À, cái này coi như là ở đây là bây giờ là bàn hội đồng. Đây bàn hội đồng, các thần á, các thần hội đồng, các vị thần về tụ hội đây. Rồi. Ở trong là coi như là bàn thần. Còn cái thần trong trong kia. Đây là bàn thần. Cái trong kia là gì? Đây là bàn thần. Và phía trong là thờ các vị thần. Thần thần. Bàn thần ở đây các vị thần. Thần hoa bốn cánh. Thần hoa bốn cánh. Tức là cái người bốn xứ. Bốn xứ này là cái người sáng lập ra cái làng. Không đây. Cái đây không cái này là thần. À thần. À thần. Yeah. Thần hoa bốn cánh. Dạ lên đây là thần. Tiếp theo là gì chú Hoàng? Đây là coi như là bằng ông Nam Hải. À bên đó là ông Nam Hải rồi, chắc là con qua cái máy bên này để chia sẻ để chú chờ. Ông Nam Hải. Đó. Rồi để chia sẻ hình ảnh này đến quý cô chú anh chị để tiếp thêm một chút ha. À. Rồi tiếp theo. Đây cái này như cái hai cốt là coi như là ngọc cốt đó, ông Nam Hải. Sau khi ông mất rồi mình trốn cái đây xong mình lấy cốt. Dạ. Đưa vào đây thờ. À dạ, vậy như vậy là nơi đây là hai cốt của hai cốt ông Nam Hải. Dạ, còn nơi này là hai chú ha. Đây đây bên này là nhiều lắm. À bên này cũng vậy hai chú hả? À. Rồi đã chia sẻ những cái hình ảnh. Rồi hai cố cái hai cố. Dạ cái dưới này cũng vậy. Một hộp mình một ống á. À nghĩa là một hộp thế này là một ông. À. Còn ông đây là lớn nhất này. Ông này là coi như là gần 100 năm mà. Ông lớn nhất. Đây đấy. À, đó thì như chú Tư chia sẻ là những đây là cái hai cốt đây là coi như là cốt ngọc này là hai cốt này là lớn nhất. À cái đây gọi là ngọc cốt hả chú? À ngọc lớn nhất á. À theo như chú Tư chia sẻ là đây là nguồn ngọc cốt lớn nhất. Bây giờ là nơi này đâu. Một cái xương xương không nó bự lên để bóc wow. Bóc về mình nó theo. Đó như quý cô chú anh chị ta thấy đó cái xương sườn mà nó to như thế này. Ừ. Wow quá là bự. Cái trăm năm đó. Dạ. Rồi bên này là thờ cái gì hả chú Tư? Tá ba hữu ba. Các ba hôm là các vị thân, các vị phụ bảo vệ đó. À bên này là cái phòng khách thân phòng. Bảo vệ.
Đấy. Thì hôm nay là cái ngày cúng tất niên ở tất niên ở đình Lăng Trường Tây. Đình Lăng Trường Tây phường Vĩnh Nguyên. Dạ. Như vậy là tác dụng chính của cái đình Lăng Trường Tây này là nội dung chính đó là gì, để làm gì cho chúng tôi có thể chia sẻ giúp con được không? À, đình mỗi coi như là mỗi làng đều có một cái đình chứ. Dạ. Ngày xưa cái đình này nằm ở trong cái núi Trục á. Dạ. Nhưng vì thời kỳ mà Nhật nó qua nó làm nó đoạt bản mình nó hư. Dạ. Nhưng mà dời về đây tập trung lại cái đây đây cái trước này cái lăng. Bây giờ tập trung vừa đình vừa lăng luôn, bởi vì người ta gọi là đình lăng. Dạ. Nên các chỗ khác người ta cũng có đình lăng, đình riêng lăng riêng. Dạ. Nhưng mà chỉ có đình Trường Tây này là chỉ có là coi như là tập trung lại vừa. Dạ. Đình vừa lăng luôn. Dạ, con nghe nói cái đình này á là chung cho cái phường Vĩnh Nguyên luôn hả? À, ngày xưa nó chạy dài lên tại Diên Khánh cơ. Dạ. Bây giờ chia ra từ coi như chia địa giới đó. Địa giới bây giờ cái quận. Dạ. Còn cái lăng này là hình như là bên cầu đá cũng qua đây thờ. Không, lăng ông này riêng. À, lăng thì là của Trục mình thôi. À, Trục mình thôi. Còn bên cầu đá có lăng riêng. Con hiểu rồi. Đình á thì chung với phường Vĩnh Nguyên. Còn đình lăng á là riêng cho cái Trục, làng Trục mình. Thì mỗi làng biển đều có một cái lăng ông. Mỗi làng biển có một lăng ông. Các ngôi đạo vậy, ngôi đạo đều có. Cũng có riêng nữa. Có riêng nữa. Rồi, con hiểu. Như vậy là cho con nhắc lại, như hồi nãy chúng tôi chia sẻ là hồi xưa là có một cái đình ở trên Cửa Bé. Không, mà Cửa Bé đó là núi Trục đây này. Núi Trục. Nhưng mà thời kỳ mà Nhật nó qua đó, nó bận phá lấy đá đó. Thì coi như là nó bị hư hỏng. Nhưng mà giờ về đây. Giờ đây tập trung về đây. Dạ, rồi. Vậy thôi, có đứng dạng như thế. Rồi, dạ, rồi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú sư chia sẻ. Chúng tôi là phía ngoài kia là con thấy cũng có một cái nơi để thờ, mà đó là thờ cái gì hả? Thờ Tiên Hiền. Tiên Hiền. Tiên Hiền Hậu Hiền. À. Cũng như là những người khai phá đầu tiên mà thành lập cái làng này đó. Khai phá cái làng. Trong này là thờ các vị thần. Các vị thần. Tiên Hiền là những người mà ví dụ như tôi. Tôi đây tôi quay ngõ đây, tôi làm quay ngõ đây bảo quản tồn tu tôn đạo là cái đình này. Dạ. Thì sau này tôi mất thì coi như tôi cũng được thờ với những cái danh những người ở dưới đó vậy. Dạ rồi, con cảm ơn chú Tư đã chia sẻ. Dạ. Đó thì mình thưa quý cô chú anh chị, thì theo như chú Tư đã kể thì cái phần nơi này là thờ các vị thần. Còn phía ngoài cái đình lăng này thì là thờ các vị tiền hiền và hậu hiền. Nghĩa là những người mà có công đầu tiên để khai thiên lập địa, sau đó người mất đi thì cũng nên thờ được cái nơi này. Đó thì chia sẻ những cái nội dung chính cũng như là những cái ý nghĩa của những nơi khu thờ ở nơi này để cho quý cô chú anh chị dễ hình dung. Dạ rồi, cũng chào các chú, đã cho cái chia sẻ anh này chú. Đó thì hôm nay là cũng các cô chú lớn tuổi trong làng có tập trung vào đây để cúng kính, và sau đó cũng đang ngồi để quay quần bên mâm cơm. Rồi, cô chào các chú, cho con chia sẻ những hình ảnh này chút nha. Đó, đây là những hình ảnh các chú, các bác lớn tuổi trong làng. Đó, thì hôm nay tất niên đình lăng thì các chú, các bác sau đó rồi cũng quay vòng bên đó cái bàn thiệt. Rồi, để chia sẻ đến quý cô chú anh chị nha, cái đây là mặt sau của cái đình lăng Trường Tây. Nhưng mà thực tế là cái vị trí trong của cái đình lăng Trường Tây á, thì nó là cổng sau, nhưng bởi vì là cái vị trí mặt trước của cái trường Thần Phú. Đó. Đó, quý cô chú anh chị đã thấy đó. Đó, cái đây là hướng xuống cầu đá nè và lên dốc Bảo Đại nè. Đó, để chia sẻ những cái quang cảnh này trước cổng sau cái cổng sau của đình lăng Trường Tây cho quý cô chú anh chị thấy ha. Đó, thì để mà con chia sẻ cái địa chỉ này cho quý cô chú anh chị đã biết. Đó, di tích lịch sử văn hóa đình lăng Trường Tây, cái địa chỉ nó là 73 Trần Phú Vĩnh Nguyên,